series bong bóng nghệ thuật đơn giản dành cho người mới bắt đầu. Ngày hôm nay chúng thầy ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một con cá đơn giản các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu. Để tạo hình được con cá này chúng ta cần có hai quả bóng. Ở đây chúng thầy ST sẽ dùng một quả bóng màu cam và một quả bóng màu trắng các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng màu cam lên khoảng nửa quả bóng. Ở đây chúng ta tạo một quả khoảng 2 ngón tay. Quả khoảng 2 ngón tay. Cộng lại. Ta tạo một đoạn khoảng tầm 3 ngón tay. Ở đây chúng ta tạo hai khóa, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Đây. Bóc mềm cho dễ khóa các bạn nhé. Đây chúng ta được cái miệng của con cá rồi các bạn. Tiếp theo chúng ta làm một đoạn khoảng 3 ngón tay bằng với đoạn này. Và một cái khóa hai ngón tay. Ở đây ta tạo một đoạn tiếp tục ba ngón tay. Cột vào đây. Một đoạn ba ngón tay. Gấp xuống. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 6 ngón tay. Ở đây ta làm hai khóa, mỗi khóa khoảng 1.5 mẫu. Một khóa. Rồi. Hai khóa. Ở đây chúng ta tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay. Một quả nho khoảng tầm 1.5 mẫu. Và một đoạn 3 ngón tay tương tự. Chúng ta bước vào đây. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn bằng đoạn này. 6 ngón tay. Cột vào đây. Và tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu trắng lên. Quả bóng màu trắng này chúng ta thổi lên khoảng nửa quả. Đây chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 2.5 mẫu và một đoạn nữa tương tự 2.5 mẫu. Lượt qua đây chúng ta ngắt, chúng ta giữ cái này là chúng ta còn tiếp tục dùng các bạn nhé. Còn lại này chúng ta làm cái mắt của con cá nên chúng ta phải cột lại nó tổ. Đây chúng ta sẽ nhét vào đây các bạn, để mình nhét luôn nhé. Đây và ra hai ngón cái tì đây và cái ngón còn lại mình lăn hai cục này lăn. Giữ đây. Giữ đây không cho hơi chảy xuống các bạn nhé. Rất là. Bó
chúng ta tạo được gấp khúc làm cần câu. Ta còn vào miệng một cái. Rồi chúng ta vẽ mắt của con cá. Ok, vậy là mẫu con cá chúng ta đã hoàn thành. Ok, chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.